Xin được kính chào quý cô chú bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Hôm nay mình đang ở Tây Bắc, mình muốn đi chợ tìm một cái món ăn kiểu đồng bào Tây Bắc để làm mời quý cô chú bác anh chị và các bạn. Các bạn nhìn nhá, cái chợ vùng núi ở Tây Bắc có rất nhiều thứ và hầu như là người ta gia đình có cái gì thì người ta đem đi bán cái đấy. Và ngồi hai bên dãy đường đây các bạn này, đủ các loại thứ luôn, nấm mối này, măng chua này, đây ở cái chậu này là măng chua này. Wow, đây có nhộng con ve sầu các bạn ơi. Nhộng con ve sầu, con này là người ta đi đào ở dưới đất ý ạ. Nó đang non như thế này nha, người ta đào ở dưới đất, người ta đem về, người ta cho ngâm vào nước cho nó khỏi già ấy. Còn nếu mà không có nước thì nó sẽ bị già đấy các bạn ạ. Nhiều chưa? Mà rất là non nhá. Đây là cái con ve sầu, cứ nhộng, con nhộng nó chưa. Đấy, ngon chưa? Đấy, người ta ngâm trong nước như thế. Đấy các bạn, con ve sầu non đấy. Nó là nhộng như con nhộng, như nhộng ong ấy. Đó, y như nhộng ong các bạn nhờ. Đấy, người ta đi đào về người ta ấy, còn nếu không ngâm trong nước này là nó sẽ rất là bị già luôn nhá, nó nhanh già lắm. Thế và đem về thì con này rang ngon lắm các bạn ạ. Chắc là mình sẽ quyết định mua cái con này để về làm mời quý cô chú bác anh chị thưởng thức nhá. Và tối nay mình sẽ có một cái bữa nhắm rượu bằng cái con ve sầu này. Được đấy các bạn ạ. Con này vẫn còn đang sống nguyên nhá, không hề bị chết đâu. Và rất là ngon luôn, tươi lắm. Mang đi xa thì chắc là khó, nhưng mà trong vòng bán kính độ khoảng 1-2 giờ đồng hồ thì chúng ta vẫn thoải mái mang. Con này nó cũng chưa chết, chỉ có là nếu như mình không nếu đem đi xa mình phải ngâm trong nước. Còn nếu không nó sẽ nhanh già thôi. Già thì cái vỏ, cái da của nó sẽ bị cứng. Đấy, mình sẽ quyết định mua con này để mình làm bữa nhắm tối nay và mời quý cô chú bác anh chị xem cái cách làm con ve sầu này như thế nào nhá. Mình lại tiếp tục đi xem có cái gì hay không nhá. Đây là măng chua mọi người, muối các bạn thấy ngon không? Rất là ngon luôn nhá. Hoa đu đủ đực này. Bây giờ người ta dùng cả cái hoa này, người ta phơi khô, người ta đun nước uống nhá các bạn nhá. Đây là cái nấm mối, cái nấm này đang còn rất là non, người ta đi đào về các bạn. Nấm này mà xào với măng tươi với lại rau bí, ngọn rau bí rất là ngon. Đấy, các bạn thấy không? Họ có đủ các thứ, các loại nấm đây này. Cái nấm bên này mình không biết tên nó là gì, nhưng người ta lấy ở ruộng ngô các bạn ạ. Còn cái nấm mối này thì là người ta đào ở cái chỗ đất nó có cái tổ mối ấy, cứ gọi là nấm mối đấy ạ. Đấy, rất là nhiều măng tươi. Và các bạn ơi, đây là cái con ve sầu già đây các bạn này. Đấy, con này thì cái cánh nó cứng lắm, ăn nó sẽ không ngon như cái con non nhá. Đấy, có rất là nhiều thứ. Và các bạn thấy là ở chợ không bao giờ thiếu được cái măng này. Và trong bữa cơm gia đình ở Tây Bắc này thì lúc nào gần như cũng có măng các bạn nhé. Không măng luộc thì măng chua nấu canh. Và hầu như các bữa cơm ở gia đình ở khu vực Tây Bắc này mình thấy là cái món măng như là món chủ đạo ấy. Đây ạ, kết quả là mình đi chợ về mình hôm nay mua được hai thứ. Một là con ve sầu nhá. Và cái nhộng con ve sầu để mình rang này. Và đây là cái quả trứng gà các bạn ạ. Đây thực ra nó gọi là quả nhưng nó là hạt đấy ạ. Cứ mỗi một quả nó có khoảng 3 hạt, 2 hạt. Và bên trong nó giống như cái lòng đỏ trứng gà các bạn nhé. Nhưng ăn nó dẻo dẻo và ngậy ngậy ngọt ngọt, giống như kiểu là ăn ăn khoai môn, khoai sọ ấy các bạn ạ. Đấy, có giống các bạn thấy không? Giống hệt cái lòng đỏ trứng gà nhé. Đấy, cái hạt này thì ăn chơi thì người ta chỉ luộc lên thế này là ăn thì giống như ăn khoai sọ luộc ấy. Thế như còn không thì các bạn có thể nấu chè này, có thể chế biến các cái món ăn khác hoặc là đồ xôi đều được hết. Đấy, và cái con này sau khi mà mình đã rửa sạch nhé các bạn nhé, thì mình sẽ lấy cái nước măng chua
Cái nước này là đã được cô đặc lại nên nó vàng óng rồi các bạn ạ. Lấy cái nước muối măng ấy người ta cô vào. Đấy, mình sẽ cho vào đây để mình như kiểu là xào cho nó ngấm cái nước măng chua này vào ấy. Mình cho bột canh nhá. Và mình nếu các bạn có thể cho mì chính hoặc là cho đường nhá. Đây mình cho tí đường, đường mình cho bằng 2 lần mì chính các bạn. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ đảo cái này lên cho nó khô cái nước này, cái nước măng chua với cái mắm, muối này nó sẽ ngấm đi. Và các bạn biết không, cái măng chua này, cái nước măng chua này khi người ta muối là người ta không có cho cái gì cả, người ta chỉ có muối măng như thế thôi. Thế và lúc đó thì có đun mấy nó cũng không chua một tí nào các bạn nhé. Nhưng mà khi chỉ cần cho hạt muối vào thôi thì cái nước măng chua này nó chua dữ dội luôn, chua hơn cả chanh ấy các bạn ạ. Cá cho vào chín ngày, cá sống cho vào. Đây nhá, mình cứ đảo như thế này cho nó khô đi các bạn nhé, cho nó ngấm vào. Và bây giờ thì mình sẽ quay ra thái cái lá chanh này, sả này, tỏi này, rồi ớt nhé các bạn nhé. Đấy. Giờ thì sẽ cho ớt. Ớt này thì cho này thì nó chỉ the the thôi. Nhưng mà vì có cả trẻ con nữa cho nên là cho ít ớt thôi. Nó cũng chỉ the the, nó không cay đâu. Nếu mà các bạn ăn nhiều cay thì phải cho nhiều ớt vào. Đấy. Và cái con này sau khi mà nó khô rồi thì mình sẽ cho nhiều dầu vào và mình chiên các bạn nhé. Các bạn chiên đấy, chiên để cho nó giòn lên. Nếu mình chiên nhiều dầu như thế này ấy, thì là cái con nhộng này nó sẽ bên ngoài cái vỏ nó sẽ giòn, nhưng mà bên trong thì nó vẫn còn mềm và ngọt của cái con nhộng các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta mà cho ít dầu quá, chỉ như là xào rau thôi ấy, thì cái con này nó sẽ quắt vào nhé. Đấy, và khi nó gần được rồi thì bắt đầu là mình mới cho sả vào này. Thế và sả này cho như thế này, mình sẽ đảo cho đến khi cái sả nó thơm hết cả lên. Đấy, bây giờ mới chỉ có cho vào như thế này thôi, với cái nước măng chua và sả vào thôi, đã cái mùi rồi bốc lên đã thơm lắm rồi các bạn nhé. Ngon lắm rồi đấy. Đấy, thì khi mà cái sả, bao giờ mà cái sả của mình nó vàng nó thơm lên thì bắt đầu lúc đó mình mới cho tiếp tỏi và ớt nhé. Đấy. Và khi mình cho tỏi và ớt vào như thế này thì mình chỉ cần đảo cho đến khi cái tỏi nó thơm lên là sẽ được nhé các bạn nhé. Cái cách làm của mình thì rất đơn giản như thế thôi, nhưng mà riêng các cái con côn trùng này mà không có cái nước măng chua ấy, thì nó không tẩy được những cái mùi của đất đâu các bạn ạ. Cho nên là bắt buộc mà chế biến những con côn trùng thì mình bao giờ cũng cho nước măng chua nhé. Nước măng chua là nước măng chua người ta đã cô đặc rồi đấy ạ, chứ không phải là cái nước vừa lấy ra làm cho vào đâu. Đấy. Thế và khi mà nó được rồi thì mình sẽ đưa ra một cái vợt như thế này để mình gạn hết cái dầu đi. Thì lúc này nó chỉ còn lại cái con ve sầu và không còn dầu ăn. Đấy, thì bây giờ mình mới cho lá chanh vào các bạn nhé. Đấy. Sau khi mà vừa bỏ ra thế này đang còn nóng này, mình sẽ rải lá chanh lên. Đấy, thì cái đĩa thức ăn của mình quá là tuyệt vời luôn. Cái đĩa nhộng này bây giờ mùi sả, mùi tỏi, mùi lá chanh thơm lắm các bạn nhá. Đấy, cách làm như thế này thì đảm bảo là rất phù hợp với lại các cái đồ nhắm và đặc biệt là uống bia các bạn ạ. Những cái con côn trùng như là con ve sầu, con gì là tất cả những cái món này uống bia rất là hợp luôn. Đấy, thì các bạn có thể chế biến vào cái bữa cơm của nhà mình hôm nay nhá. Thì chắc là chủ đạo là cái nhộng con này và có vịt luộc này, tiết canh này, cái nước sáo vịt thì nấu canh măng chua này, và có cả cái chả lá lốt nữa các bạn nhá. Các bạn thấy mâm cơm nhà mình hôm nay có ngon không? Đấy, và con này thì vừa giòn vừa ngọt vừa ngon. Uống bia cũng ngon, uống rượu cũng ngon, và món chủ đạo của nhà mình nhá. Thế và mình cũng xin được dừng cái buổi chia sẻ của mình ở đây để quý cô bác, anh chị và các bạn biết đến cái món, một cái món ăn ngon của vùng Tây Bắc. Mình hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký và like, chia sẻ với nhiều người khác cùng xem nhá. Mình xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô chú bác, anh chị và các bạn ở video tiếp theo.